Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Kim. Xin chào các bạn. Dạ, xin chào mọi người ạ. Tôi bác sĩ Phạm Xuân Kim, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Mình là bác sĩ Quỳnh Như, là bác sĩ da liễu tế bào gốc của bệnh viện thẩm mỹ MCAT ạ. Với clip chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói về công nghệ hút mỡ Sitori và công nghệ hút mỡ Lipomatic. Thì cái giá trị của công nghệ đem lại ở chỗ cái sản phẩm từ cái mỡ hút ra đó được chiết tách thành những cái bộ, những cái tinh chất mà các bạn luôn mang theo trong mình, giống như một bũ bối để giữ cho cái da mặt tránh những tác động không tốt từ môi trường, cũng như bảo vệ làn da của các bạn chống chọi lại với bất kỳ những thời tiết nào. Mà trước đây các bạn luôn mang theo mình những cái dòng mỹ phẩm mà trong đó nó có thể chưa thích ứng lắm với làn da của từng người. Nói điều này để các bạn hình dung rằng cái sản phẩm từ mỡ, cái việc hút mỡ tại MCAT đem lại cho các bạn một cái giá trị khác hơn. Không phải chỉ là cái giá trị tạo dáng, mà MCAT còn muốn hướng đến cái giá trị sử dụng cái sản phẩm đó để làm cho cái làn da tươi hơn, trẻ hơn và mới hơn. Với cái việc hút mỡ thì các bạn cũng đã khá là rành rọt rồi qua những cái video clip trước đây. Riêng về cái sản phẩm từ mỡ sau khi lấy từ chính cơ thể của các bạn, thì hôm nay bác sĩ Quỳnh Như sẽ nói rõ hơn những cái phần chiết tách đó, những cái công nghệ đó để đem lại một cái bộ mỹ phẩm, tạm gọi là mỹ phẩm sinh học, để cho các bạn nắm được tường tận hơn. Mời chia sẻ của bác sĩ Quỳnh Như. Dạ, thông thường thì sau khi hút mỡ ra xong thì thường mọi người sẽ thấy đó là những cái phần sản phẩm dư thừa. Có một số chị em sẽ sử dụng để bơm tim vào những cái bộ phận khác trong cơ thể nhằm mục đích làm đẹp. Thì hôm nay thì Như xin được giới thiệu với một trong những cái ứng dụng rất là mới của nó, chính là tạo ra cho mọi người một bộ mỹ phẩm từ tế bào gốc tự thân. Thì để thực hiện được cái việc này thì đòi hỏi là mình phải có một hệ thống phòng lab, và cái phòng lab sẽ nuôi cấy những cái mô mỡ của mọi người để nuôi cấy thành tế bào gốc xuất nguồn từ mô mỡ, và từ đó chúng ta sử dụng dịch tiết và chất tiết từ trong những cái tế bào gốc mô mỡ đó thông qua quá trình nuôi cấy để tạo ra những cái sản phẩm đặc trưng chỉ cho từng người. Điều này có nghĩa là khi mà mọi người có một bộ mỹ phẩm tự thân của mình thì chỉ có một mình bạn được sử dụng thôi, và nó chỉ độc quyền cho bạn thôi, mà không có một những người khác, những người xung quanh, kể cả gia đình của mình cũng không thể sử dụng được. Với cái việc mà ứng dụng vào cái công nghệ mỹ phẩm từ mô mỡ tự thân thì mình kết hợp với lại ba cái công nghệ khá là hiện đại hiện nay. Thứ nhất là công nghệ microfill. Đây là công nghệ nó giống như hình thức là vi kim mà nó sẽ tạo nên những vi tổn thương siêu nhỏ trên bề mặt da. Mục tiêu là để cho cái sản phẩm mỹ phẩm của mình được thấm sâu hơn. Công nghệ thứ hai là công nghệ về Sturm Active, là công nghệ đóng gói những cái hạt chất dinh dưỡng, những cái hạt chất tăng trưởng, những cái chất tiết, những cái dịch tiết của mình vào trong những cái sản phẩm, vào trong những cái cấu trúc sinh học. Mục tiêu là để những cái cấu trúc này dễ dàng thẩm thấu sâu vào da của mình hơn. Và công nghệ thứ ba là công nghệ liposome, là công nghệ sẽ mang những cái hạt dưỡng chất này đi vào thật là sâu trong da của mình, có thể tới được lớp trung bì ạ. Với ba cái công nghệ này cùng với những cái gọi là những cái đặc điểm ưu việt từ cái tế bào gốc từ mô mỡ tự thân, thì cái hy vọng là mọi người sẽ mang lại được một cái làn da thật sự yên tâm về vấn đề là mình không bị dị ứng, hoàn toàn tương thích với cơ thể của mình, và sẽ rất là thích hợp để mọi người bắt đầu cho cái chu trình làm đẹp để kịp đón Tết ạ. Vậy thì có thể tóm lại như thế này, bác sĩ Quỳnh Như xem coi phải không nhé. Đầu tiên là công nghệ giống như là mình lăn kim, gọi là công nghệ vi kim, để làm cho cái làn da có một cái đường dẫn. Cái công nghệ thứ hai là đóng gói những dưỡng chất lại để sẵn sàng đi vào những cái đường dẫn đó. Và công nghệ thứ ba, ngay trong cái tinh chất đó là công nghệ có những cái xe tải cái dưỡng chất đó đi vào sâu hơn. Nói điều này để chia sẻ với các bạn rằng, trước đây tôi có chia sẻ với các bạn cái cấu trúc da nó rất là đặc biệt. Nó không để cho những cái con virus, tức là một cái cộng, một cái đoạn gene nhỏ thôi chui qua được. Tại vì nếu như mà cấu trúc da nó không chắc chắn như vậy
thì chúng ta rất dễ bị tổn thương về những cái bệnh nhiễm trùng. Thế thì bây giờ muốn cho cái sản phẩm mỹ phẩm, một cái tế bào đi qua cái làn da này thì nó phải có công nghệ dẫn, phải có công nghệ mở đường, gói, vận chuyển thì nó mới đủ sức đi xuyên thấu sâu được. Thì đó là phần công nghệ, nó nằm trong cái gói mỹ phẩm đó luôn, nằm trong cái chất đó luôn. Đúng không bao nhiêu? Dạ đúng rồi. Điều đặc biệt là mình gọi là một hình thức giống như vi kim, nhưng mà thật ra là những cái lỗ mở là những cái lỗ mở rất là nhỏ ạ. Và nó hoàn toàn không tạo nên vết tích trên bề mặt da. Tuy nhiên là vì nó có tác động giống như là một hình thức vi kim vậy, nên là sau khi mình bôi lên thì khoảng 5 phút thì mọi người sẽ thấy da mình hơi ẩn đỏ một tí xíu ạ. Thì đó là cái đặc điểm của cái hoạt chất tác động trên bề mặt da để tạo ra những cái vi tổn thương trên bề mặt da để cho dưỡng chất của mình có thể thấm sâu vào hơn. Thì cái này là hoàn toàn là cái phản ứng bình thường chứ không phải là phản ứng dị ứng gì hết, cho nên mọi người không cần phải quá lo lắng ạ. Chỉ 5 phút sau là những cái phản ứng về trên da, những cái đỏ khó chịu sẽ biến mất ạ. Một số cái có thể lo lắng là sản phẩm này thực sự chỉ sử dụng được cho một người, cho chính người đó. Vậy thì những người xung quanh nếu như mà người ta ngại hút mỡ thì có cách nào để người ta tiếp cận được với cái dòng mỹ phẩm, tạm gọi là dòng mỹ phẩm sinh học này không? Trong cái trường hợp mà nếu như mà mấy cái chị em của mình là lo lắng về vấn đề là không có chịu được đau khi hút mỡ hoặc là ngại những cái vấn đề về can thiệp phẫu thuật thì mình có thể sử dụng bộ mỹ phẩm xuất nguồn từ tế bào gốc thôi ạ. Thì cái mỹ phẩm này gồm có cũng bao gồm những cái công nghệ như vậy, nhưng mà cái thành phần về cái chất nó sẽ là những cái chất hóa học, những cái chất gọi là chất sinh học tổng hợp, thay vì là mình phải lấy từ chính cơ thể mình. Cho nên là ngoại trừ cái bộ mỹ phẩm tự thân dành cho từng cá thể thì bên mình vẫn có những cái bộ mỹ phẩm gọi là sử dụng rộng rãi cho tất cả mọi người và vẫn ứng dụng những cái công nghệ khoa học mới nhất ạ. Có thể nói rõ hơn là những cái thay vì cái bộ mỹ phẩm mà từ tế bào gốc thì cái mỹ phẩm mà ứng dụng nó thì cái thành phần dinh dưỡng được gói ở trong đó có thể nó là những cái chất gì, và bác sĩ Như có thể chia sẻ rõ hơn một chút xíu. Thì phần đông trong những cái thành phần được đóng gói thì chủ yếu bên mình sẽ tập trung vào các dạng yếu tố tăng trưởng. Thì các yếu tố tăng trưởng đưa vào trong da sẽ kích thích cho da mình được phục hồi và tái tạo, cũng như là tạo nên những cái tế bào mới để nuôi dưỡng làn da của mình được tốt hơn. Ngoài ra tất nhiên chúng mình sẽ bổ sung rất nhiều thành phần, ví dụ như là vitamin hoặc là acid amin hoặc là HA, là những cái thành phần tạo nên cái bề mặt da bóng mướt và tạo nên cái sự ổn định trong cái bề mặt da, cũng như là hỗ trợ các yếu tố tăng trưởng này hoạt động tốt hơn. Thì bản thân cái yếu tố tăng trưởng khi đưa vào trong cơ thể thì sẽ giúp cho cái tế bào gốc tự thân trong cái da của mình có cơ hội được phát huy và được tăng sinh lên nhiều hơn. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Như. Có những cái thắc mắc, có những cái lo phiền gì về cái mỹ phẩm sinh học mới này, xin mời các bạn vào trong YouTube cũng như là trong website cũng như là trong Facebook của bệnh viện để chúng tôi được chia sẻ một cách cặn kẽ và kỹ càng hơn. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Chào mọi người ạ.